Thưa quý vị, ngày 2 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ NSC Ryan Day sẽ rời khỏi vị trí này. Ông Day là cố vấn hàng đầu của Nhà Trắng về chính sách kinh tế, đóng một vai trò quan trọng ở hậu trường trong việc thông qua các thành tựu lập pháp lớn của Tổng thống Biden khi Đảng Dân Chủ nắm giữ thế đa số mong manh ở cả hai viện quốc hội này. Những thành tựu này bao gồm kế hoạch giải cứu Mỹ vốn đã giúp duy trì nền kinh tế trong đại dịch COVID-19, một dự luật chi tiêu khổng lồ về cơ sở hạ tầng, đạo luật chip và khoa học trợ cấp cho sản xuất chất bán dẫn và các ngành công nghiệp tiên tiến khác và đạo luật giảm lạm phát nhằm kích thích sản xuất xe điện và các lĩnh vực kinh tế xanh khác. Việc ông đi từ chức đã được dự báo từ trước diễn ra vào giữa nhiệm kỳ của Tổng thống Biden khi Quốc hội Mỹ đang bị chia rẽ giữa phe Dân Chủ chiếm đa số tại Thượng viện và phe Cộng hòa chiếm đa số tại Hạ viện. Hiện chưa rõ nhân vật nào sẽ tiếp quản vị trí này.